chương trình được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Kính thưa quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV, chương trình luận đàm thời sự của anh em chúng tôi ngày hôm nay gồm có anh Nguyễn Võ Duy Khôi ngồi bìa, anh Phạm Khắc Khiêm ngồi cạnh, anh Tiến sĩ Đinh Xuân Quân ngồi cạnh tôi và tôi là Lê Minh Nguyên. Đề tài anh em chúng tôi thảo luận ngày hôm nay là một vụ mà scandal nổi tiếng thế giới, chấn động thế giới xảy ra tại công ty luật Mossack Fonseca ở Panama. Những tài liệu hồ sơ của họ đã bị lít ra, bị xì ra bởi tin tặc. Và cái số lượng xì ra rất là khổng lồ, tức là 2.6 terabyte, tức là 2.600 gigabyte. Và nó liên quan tới cái rất nhiều quốc gia, nhất là Trung Quốc, mà Trung Quốc là nơi mà cái công ty này có văn phòng nhiều nhất. Và ông Tập Cận Bình, trong gia đình ông có tới 2 tỷ trong cái vấn đề này. Và hôm nay chúng ta được biết ngoài ông Tập Cận Bình còn có hai ông là Lưu Vân Sơn là trưởng ban tuyên giáo và ông Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ. Tức là ba người này đều là trong thường trực Bộ Chính trị, tức là 7 người tối cao lãnh đạo của Trung Quốc trong thường trực Bộ Chính trị của Trung Quốc. Thì trong khi mà ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói là phải bài trừ tham nhũng đã hổ diệt ruồi, cũng như là kiểm soát những cái vốn của Trung Quốc đã bị chạy ra nước ngoài, thì cái scandal này thì chúng ta thấy là cái thiệt hại lớn nhất là Trung Quốc, kế đó là Nga và những lãnh tụ khác. Thì cái vụ scandal này chúng ta thấy rằng nó liên hệ tới 12 người đang lãnh đạo hay là cựu lãnh đạo quốc gia, liên quan tới 6 cái đất nước, liên quan tới 128 chính khách cao cấp, và nó liên hệ tới khoảng 14.000 công ty dính líu trong vấn đề này, và trong đó là có khoảng 511 người có thể là bị điều tra. Thì thưa anh Quân, thì qua cái nhìn này thì theo anh đó, thì anh thấy là nó có cái đằng sau nó có cái gì trong cái vấn đề mà cái vụ scandal mà nó có gần như là một quả bom nguyên tử về vấn đề mà trong cái chiến tranh mà thông tin, information warfare. Thì đây thì nó chỉ nhắc lại cho mình cái đầu tiên mình có cái lớn nhất là cái WikiLeaks. Yeah. Nhưng mà so WikiLeaks, mà WikiLeaks là về chính trị nhiều hơn. Yeah. Còn cái này đó nó là về kinh tế nhiều hơn. Yeah. Mà cái này đó thì cái nội những cái hồ sơ 11 triệu rưỡi hồ sơ đó. Yeah. Là mình thấy là khủng khiếp, thì yeah, biết bao nhiêu lâu mới biết hết. Nhưng mà sơ khởi đó thì mình thấy là cái này đó là nó cho thấy là trong một cái xã hội gọi là phải có gọi là tự do về thông tin. Yeah. Thì nó mới xì ra được. Yeah. Những cái tin tức mà kêu là động trời. Yeah. Lấy ví dụ, mình thấy cái ví dụ như là ở Trung Quốc đó, nếu mà ở trong Trung Quốc làm sao mà có cái vụ mà Fonseca được. Yeah. Đúng không? Yeah. Đó là một. Thì là quý vị đó như là cái chuyện mà con gái Thủ tướng Lý Bằng hay là con hay cháu gì của Đặng Tiểu Bình cũng dính vô trong đó, là họ đã làm từ lâu năm này, rất là lâu năm rồi. Nhưng mà nếu không có tự do thông tin đó, thì là dân chúng lúc nào cũng là bị người ta không biết, mà do đó là mà cái tiền ra ngoài nó xì ra ngoài đó là biết bao nhiêu tỷ. Thì đây tôi thấy là đây nó là một cái hay, và chúng ta cũng phải tiếp tục theo dõi những cái hồ sơ này nữa. Muốn hỏi anh đó là ông một cái nhà mà gọi như là nghiên cứu mà nổi tiếng của thế giới về tương lai học á, thì nói rằng là trong cái thời đại thông tin này đó, thời đại bây giờ nó từ thời đại kỹ nghệ qua thời đại thông tin, ai nắm được những cái phương tiện mà chuyên chở thông tin cũng như là nắm được thông tin thì người đó là lãnh đạo thế giới. Thì
nhìn lại á, thì phương tiện chuyên chở thông tin cũng như thông tin toàn là những công ty Hoa Kỳ không à. Anh nghĩ là những cái chuyện này mà phải sử dụng qua đại đa số là email với là gửi qua mail, thì anh nghĩ là có liên hệ tới Hoa Kỳ không? Thì vì vậy mà quý vị thấy là có một sự cạnh tranh ráo riết giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Mình hiểu là tất cả đa số những cái chuyện mà về email, về web đó là nó ở Mỹ hết. Thì nhưng mà các nước khác họ cũng lên chứ. Chứ đâu có phải là chỉ có những cái thông tin mà về cái đó. Nhưng mà vì cái thông tin mà như vậy đó, thì tôi thấy mình phải thấy là cái gọi là Panama Leak hay là Panama Paper đó, thì tôi nghĩ ai được hưởng nhiều, ai được hưởng và ai được thiệt. Thì tôi nghĩ là anh cũng như anh mới vô anh giới thiệu cho quý khán giả Việt Nam của mình là ở đây đó, thì là một ông thì muốn đánh hay là đánh tất cả chống tham nhũng, nhưng mà bên kia thì tất cả những người chung quanh ông đều là những người có tiền ở, mà không phải có tiền đâu có phải là có tội đâu đó, cái mình phải phân biệt giữa cái đó. Khi người ta có những cái công ty mà dỗm đó, mình đã shell company, những công ty mà không có thực sự đó, thì là một là để chuyển tiền, hai là để làm business ngoại quốc để khỏi cho bị chính phủ kiểm soát, ba là trốn thuế. Thì ba cái chuyện này thì là những cái người mà có cái tiền ở ngoại quốc là không có trả thuế rồi, đúng không? Dạ. Vâng, và cảm ơn anh Quân. Theo Khôi á, thì trong cái chuyện mà đổ bể này ra đó, thì cái vai trò của cái truyền thông, cái có thông tin như anh Quân có nói, trong cái thời đại thông tin này, có phải là chính vì nhờ cái nền tảng cái truyền thông nó quá mạnh mà những cái chuyện này nó không có thể che giấu được không? Dạ thưa chú, đúng là bây giờ là thời đại thông tin. Và vấn đề thứ hai là ai nắm thông tin và khi đã nắm thông tin rồi xử lý thông tin đó như thế nào. Trong những cái nước dân chủ, thí dụ như là ở bên Ireland, mà khi mà thông tin nó đã đưa ra rồi á, thì người dân nắm được á, thì người dân mới đi biểu tình quá, thì buộc cái ông bị lộ đó, ông phải ra đi. Còn thông tin này nó ở bên Trung Quốc thì nó không có, mặc dù người dân có thể là hiểu được rồi, nhưng mà nó không có đưa ra được, nó bị chặn. Thì như vậy là không có nắm rõ được thông tin. Mà khi không nắm rõ được thông tin, hoặc là dù có nắm rõ thông tin nữa mà muốn xuống đường biểu tình cũng khó lắm. Thì nắm rõ thông tin và cái tùy thuộc vào cái tình hình của cái đất nước như thế nào thì mình làm được như thế nào. Cảm ơn Khôi. Thưa anh Kim, thì theo anh đó, thì trong cái trường hợp này thì ông Tập Cận Bình coi như là hiện giờ tôi biết là ông tìm cách ông ém không cho người dân Trung Quốc nắm được những cái thông tin này, nhưng mà anh nghĩ ông ém nổi không, là nếu ém không nổi thì ông có thể bị thiệt hại gì chính trị lớn không? Bây giờ mình trở về vấn đề căn bản chút này, là bây giờ nó là thời kỳ chiến tranh tin học. Có nghĩa là cái người nào hoặc là quốc gia nào mà tin học, có nghĩa là về cái hệ thống về thông tin tuyên truyền và thông tin về tin học về computer đó, nó giỏi đó, thì cái quốc gia nó sẽ thắng. Mà trong khi đó từ trước nay thì chúng ta vẫn nghe nói là Trung Quốc hoặc là một số nước vẫn xen vào cái hệ thống tin học của Hoa Kỳ để mà muốn lấy lại dữ kiện này dữ kiện nọ về kinh tế vân 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 vân. Thì bây giờ là một cái chứng minh cho thấy rõ ràng là cái hệ thống tin học rất là quan trọng. Người nào mà nắm được cái đó thì có thể nghĩa là chiến thắng trong cuộc chiến trong tương lai. Ví dụ về chiến tranh nguyên tử chẳng hạn, thì người nào tin học chỉ cần bấm nút một cái thì bên kia có thể gặp nguy hiểm. Đó là điều mà chúng ta nhìn thấy căn bản ở chỗ đó. Bây giờ điều thứ hai mà mình nhìn thấy rõ ràng là tại sao tới lúc này người ta mới bắt đầu phanh phui ra. Mà ai là phanh phui ra? Tôi có thể nghĩ rằng cái này là Hoa Kỳ muốn cho thế giới thấy rằng, và cả Trung Quốc thấy rõ ràng là anh càng hung hăng bao nhiêu đó
thì tất nhiên những cái mà từ trước nay anh nói dối dư luận của thế giới và của, cho cái người dân của anh ấy, thì bây giờ bắt đầu lộ ra, và cái đó sẽ làm ảnh hưởng tới cái uy tín cũng như là cái vị trí ngồi của anh. Đó là điều mà chúng ta nhìn thấy. Thành ra đây là một cái cuộc chiến mà chúng ta chưa biết ai, nhưng mà sự thiệt hại về phía những quốc gia về độc tài nhiều nhất. Và đây là cái mà chúng ta nhìn thấy trong cái việc mà gọi là Panama Leaks trong nơi này, thưa anh. Dạ vâng, và cảm ơn anh Kim, và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.